Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc Kinh truyền tin với khoảng 15.000 các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đức Thánh Cha quảng diễn: Tin mừng hôm nay thuật lại một phép lạ đặc biệt của Chúa Giêsu. Ban đêm, Ngài đi trên mặt hồ Galilea đến gặp các môn đệ đang chèo thuyền. Tại sao Chúa Giêsu làm như vậy? Phải chăng vì một nhu cầu khẩn cấp và bất ngờ để cứu giúp các môn đệ của Ngài đang bị chặn lại vì gió ngược? Hoặc chính Chúa Giêsu đã có chương trình làm mọi sự như thế? Ngài bảo các môn đệ ra đi ban tối, thậm chí như phúc âm nói, còn ép họ, hoặc là để chứng tỏ cho họ sự cao cả và quyền năng của Ngài. Nhưng điều đó không phải là do Ngài, vậy tại sao Chúa làm như vậy? Đức Thánh Cha giải thích rằng, đằng sau việc đi trên mặt nước có một sứ điệp ta không lãnh hội ngay được. Thực vậy, hồi đó những vùng nước rộng lớn được coi là nơi của những sức mạnh sự ác mà con người không thể thống trị. Đặc biệt trong trường hợp nước bị dao động vì sóng gió, các vực thẳm là biểu tượng của xáo trộn và gợi lại những tăm tối của hỏa ngục. Bây giờ các môn đệ ở giữa hồ trong tối tăm, họ lo sợ bị đắm chìm, bị sự ác hút mất. Và Chúa Giêsu đến đó, Ngài đi trên mặt nước nghĩa là vượt lên trên những sức mạnh của sự ác và nói với các môn đệ, hãy can đảm lên, thầy đây, các con đừng sợ. Đó là ý nghĩa của phép lạ, quyền lực của sự ác làm cho chúng ta kinh hãi và không thống trị chúng được. Nhưng với Chúa Giêsu, chúng bị định giá lại. Khi đi lên mặt nước, Chúa muốn nói với chúng ta, đừng sợ, ta đặt dưới chân những kẻ thù của con. Không phải đặt những con người, những kẻ thù, nhưng là sự chết, tội lỗi, ma quỷ. Chúa cha đạp những kẻ thù này vì chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa Kitô lập lại với mỗi người trong chúng ta. Hãy can đảm lên. Thầy đây, đừng sợ. Nghĩa là hãy can đảm lên, vì con không còn lẻ loi một mình trong sóng gió của cuộc sống. Vậy thì làm gì khi chúng ta ở trên biển cả và bị gió ngược? Làm gì trong sợ hãi khi ta chỉ thấy tối tăm và cảm thấy bị lạc mất? Hai điều các môn đệ trong tin mừng đã làm, đó là kêu cầu và đón nhận Chúa Giêsu. Trước hết là kêu cầu. Ông Phêrô đi trên mặt nước một đoạn đến với Chúa Giêsu, nhưng rồi ông kinh hãi, bị chìm xuống và ông kêu lên, lạy Chúa, xin cứu con. Thật là đẹp kinh nguyện này, qua đó có biểu lộ sắc tín rằng Chúa có thể cứu chúng ta. Chúa chiến thắng sự ác và những sợ hãi của chúng ta. Cả chúng ta cũng hãy lặp lại, nhất là trong những lúc bão tố, lạy Chúa, xin cứu con. Và rồi các môn đệ đón Chúa Giêsu lên thuyền. Sách Tin mừng có ghi lại, vừa khi Ngài lên thuyền thì gió yên. Chúa biết rằng thuyền đời cũng như con thuyền giáo hội bị đe dọa vì những gió ngược và biển cả trên đó chúng ta trèo qua, thường bị dao động. Chúa không gìn giữ chúng ta khỏi vất vả vì phải trèo trống. Trái lại, Tin mừng nhấn mạnh, Ngài thúc đẩy các môn đệ ra đi, nghĩa là Chúa mời chúng ta hãy đương đầu với những khó khăn để những khó khăn trở thành nơi cứu độ, cơ hội để gặp gỡ Chúa. Thực vậy, trong những lúc đen tối của chúng ta, Chúa đến gặp chúng ta, yêu cầu được đón nhận như đêm ấy trên hồ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vậy chúng ta hãy tự hỏi, trong sợ hãi tôi cư xử như thế nào? Tôi có tiến bước một mình với những sức mạnh của tôi, hoặc tôi kêu cầu Chúa và đức tin của tôi ra sao? Tôi có tin rằng Chúa Kitô mạnh hơn những sóng gió ngược chiều hay không? Nhưng nhất là, tôi có cùng chèo với Chúa hay không? Tôi có đón Chúa, dành chỗ cho Chúa trên thuyền đời của tôi, để Ngài cầm lái hay không? Xin Mẹ Maria là sao biển giúp chúng ta tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu trong những tối tăm chúng ta trải qua. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân di cư bị đắm tàu, và Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tân thượng phụ của Lisbon sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến việc mừng lễ quan thầy của Quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận. Nhân ngày mừng lễ Thánh Antôn Nguyễn Đích quan thầy, Quý Hội đồng Mục vụ tại các giáo hạt đã trở về một xứ được chọn trong giáo hạt của mình để gặp gỡ, trao đổi và tổ chức thánh lễ cách long trọng. Theo đó, vào ngày 10 tháng 8,
197 thành viên hội đồng mục vụ từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt Mỹ Đức, Hòa Bình đã về với giáo xứ Mường Riệc để mừng lễ quan thầy Thánh Antôn Nguyễn Đích. Còn tại giáo hạt Chính Tòa, hơn 250 tham dự viên là các ông bà trong hội đồng mục vụ của 29 giáo xứ đã quy tụ về nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8 để mừng lễ quan thầy. Tại giáo hạt Phú Xuyên, cũng trong thứ Bảy ngày 12 tháng 8, tại Trung tâm Hành Hương Bằng Sở đã diễn ra ngày họp mặt mừng kính thánh quan thầy và ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phú Xuyên khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2026. Trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 8, Quý Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phủ Lý đã quy tụ về giáo xứ Sở Kiện để họp mặt và mừng lễ thánh quan thầy. Đây cũng là lễ ra mắt của Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phủ Lý khóa đầu tiên, nhiệm kỳ 2023-2026. Cũng liên quan đến việc mừng lễ quan thầy, vào lúc 4:30 ngày 14 tháng 8, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bút Đông đã long trọng mừng kính thánh Maximiliano Maria Colbe quan thầy. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, 44 em thiếu nhi giáo xứ Kẻ Nghệ vui mừng được lãnh nhận bí tích thêm sức do Đức Hồng Y Phêrô cử hành vào sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 8. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn thiêng liêng cho các em thiếu nhi mới được lãnh nhận bí tích thêm sức để các em luôn ý thức bổn phận và trách nhiệm của mình và trở thành những nhân chứng tin mừng. Liên quan đến việc tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến, sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8, Cộng đoàn giáo họ Mục Xá, giáo xứ Canh Hoạch đã cùng nữ tu Anna Nguyễn Thị Thu thuộc Hội dòng Bến Thánh Giá Hà Nội vui mừng cảm tạ Thiên Chúa với thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn. Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 9:30 do cha xứ Gioan Nguyễn Huy Thịnh chủ sự. Với việc mừng lễ cha thánh Antôn Nguyễn Đích, vào sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8, tại chính quê hương của Ngài, giáo họ Trì Long đã vui mừng cử hành thánh lễ mừng sinh nhật nước trời lần thứ 185 của thánh nhân. Thánh lễ do cha tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Giáo họ Chi Long tọa lạc tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chi Long là một họ đạo thuộc giáo xứ Đồng Phú với hơn 600 nhân danh. Lòng sùng kính thánh tử đạo quê hương Antôn Nguyễn Đích đã thôi thúc con dân trong giáo họ chung tay góp sức để xây dựng nên ngôi đền thánh khang trang. Vào ngày 12 tháng 8 hàng năm, giáo họ long trọng kỷ niệm ngày thánh nhân được phúc tử đạo. Ngày mừng lễ có sự hiệp thông đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Liên quan đến phong trào thiếu nhi thánh thể, sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 8, Sứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Đức Mẹ Fatima, giáo xứ An Phú long trọng tổ chức thánh lễ tuyên hứa và nâng cấp cho 596 đoàn sinh thuộc các ngành chiên con, ấu nhi, thiếu nhi, nghĩa sĩ và dự trưởng. Ước mong Sứ đoàn Đức Mẹ Fatima, giáo xứ An Phú sẽ ngày một thăng tiến trong sự hiệp nhất, yêu thương để giúp các em thiếu nhi sống tốt hơn trong đời sống đức tin và trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân di cư bị đắm tàu. Đức Thánh Cha Francisco tưởng niệm 41 nạn nhân của một vụ đắm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa của Ý, nơi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm vào tuần trước. Ngài kêu gọi mọi nỗ lực chính trị và ngoại giao để giải cứu và hỗ trợ người di cư cũng như ngăn chặn những thảm kịch này. Sau khi chủ sự giờ kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại vụ đắm tàu bi thảm vào cuối tuần trước. 41 người di cư rời Tunisia và thiệt mạng ngoài khơi đảo Lampedusa của Ý. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân. Với lòng nặng trĩu, Ngài nhớ rằng gần 2.000 người đã thiệt mạng trên biển khi cố gắng đi từ Bắc Phi đến châu Âu. Đức Thánh Cha gọi đó là vết thương hở của nhân loại và cổ võ những nỗ lực chính trị cũng như ngoại giao để giúp chữa lành nỗi đau khổ này trong tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ. Ngài mong mọi người cam kết nỗ lực ngăn chặn các vụ đắm thuyền và giải cứu người di cư. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc mô tả Trung địa Trung Hải là một trong những tuyến đường di cư đông và nguy hiểm nhất trên toàn cầu. Trong 10 năm qua, 75% nạn nhân thiệt mạng tại khu vực này. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cùng với UNHCR và UNICEF đã nhiều lần kêu gọi phối hợp các cơ chế tìm kiếm và cứu nạn cũng như kêu gọi các quốc gia tăng cường nguồn lực và năng lực để thực hiện trách nhiệm của mình. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tân thượng vụ của Lisbon sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, vào thứ Năm, ngày 10 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Giám mục Rui Manuel Sousa Valério làm thượng vụ của Lisbon. Cũng trong chính ngày này, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y, thượng vụ Manuel Clemente, 75 tuổi, người đã lãnh đạo tòa thượng vụ kể từ tháng 5 năm 2013. Đức Giám mục Valério, 58 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ, sinh tại Orem,
thuộc giáo phận Leida Fatima. Ngài đã theo học tại hai trường đại học ở Roma là Đại học Giáo hoàng Laterano và Gregorio. Ngoài ra, Đức Giám mục Valerio cũng đã hoàn thành khóa học về ngôn ngữ học tại trường đại học thứ ba ở Roma và khóa học về tâm linh tại trung tâm quốc tế ở Monfortai ở Louvain, Bỉ. Tòa Thượng phụ Lisbon có nguồn gốc từ thế kỷ thứ tư, tính đến năm 2020 đã phục vụ gần 1,5 triệu người Công giáo, tức 89% dân số của khu vực. Tòa Thượng phụ còn có giám mục phụ tá là Đức cha Joaquim Augusto da Silva Mendes thuộc dòng Salesian Don Bosco. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Maximiliano Colbe, Linh Mục, Tử Đạo. Lễ kỷ niệm Thánh Maximilian qua đời ngày 14 tháng 8 năm 1941 tại Auschwitz được phong thánh và công bố tử đạo năm 1982 do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nhắc ta nhớ lại những trang hào hùng nhất trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và tính cách man dợ của những người quốc xã nơi các trại tập trung. Maximilian sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1894 tại Junská Volná, Ba Lan. Bố mẹ đặt tên là Raymond. Năm 1907, ngài nhập dòng Phan Sinh tu viện Convention, nhận tên là tu huynh Maximilian. Ngài được cử sang học triết lý và thần học tại Roma và thụ phong linh mục năm 1918. Trở về Ba Lan, cha Maximilian thành lập đội đạo binh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1927, cha thành lập hội Thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm Nipokalano. Hội Thành đô nhanh chóng lan rộng ở Ba Lan và nhiều nước khác. Chỉ 10 năm sau đã có tới 162 tu sĩ thừa sai sang Nhật. Cha lập vườn Đức Mẹ Vô Nhiễm ở ngoài ô Nagasaki. Trở về Ba Lan năm 1936, cha phải chịu đựng cuộc bách hại của Gestapo, mật thám Đức Quốc xã. Họ đã biến Thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm của cha thành trại tập trung. Bị bắt lần thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 1941, cha bị nhốt vào trại Auschwitz với số tù 16.670. Tháng 7 năm đó, sau vụ một tù nhân trốn thoát, 10 người bị lên án để đói đến chết. Cha Colbe xung phong chết thay cho một người cha gia đình nên bị giam chung với những người bị kết án giam đói trong một cái hầm bonke. Người ta đã kết thúc mạng sống cha bằng một mũi chích ngày 14 tháng 8 năm 1941, lúc cha mới 47 tuổi. Nét mặt cha sau khi chết vẫn bình tĩnh và đẹp đẽ. Xác cha bị thiêu cháy tại lò thiêu ngay ngày hôm sau, ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.